Bây giờ mình mua một cái máy móc, một cái thiết bị về, một cái thiết bị như vậy mình có thể xài được trong rất là nhiều năm, nhưng mà chi phí thì mình trả một lần rồi đúng không? Rồi như vậy thì cái khấu hao chính là đó, mình người ta tính xem là qua các năm mình xài đó thì mình đã bỏ ra chi phí cho mỗi năm là bao nhiêu tiền đối với cái máy đó. Thì mình hiểu hơn na đó, còn cái đó chính là cái khấu hao cái mình chia tiền cái chi phí cho mỗi năm mình xài. Thì đối với cái khấu hao nó có rất là nhiều cái tính khấu hao, tại vì có những cái máy móc á mình càng xài thì cái hiệu quả của cái máy móc đó nó càng giảm dần đi, thì khấu hao ở những năm đầu nó sẽ cao nhưng mà những năm sau thì nó sẽ giảm dần dần đi. Thì đó là công thức tính khấu hao, nó tương đối là phức tạp thì mình sẽ không có dùng cái công thức đó. Ở đây mình sẽ dùng cái công thức tính khấu hao đơn giản, tính hệ số khấu hao đơn giản. Chỉ hiểu đơn giản là bây giờ tôi xài cái máy nó được 10 năm thì tôi sẽ chia tiền hết cho 10 năm cái chi phí. Thì đó là công thức tính khấu hao đơn giản. Thì đối với công thức tính khấu hao thì nó sẽ bằng cái gì các chị? Bằng cái chi phí mua ha, hoặc là giá mua. Thì ở đây mình ghi chi phí luôn để mình đừng có quên là mình phải nhân với số lượng. Chi phí mua nhân với hệ số khấu hao. Thì hệ số khấu hao nó sẽ có rất là nhiều các tính hệ số khấu hao khác nhau tùy theo đặc điểm của cái thiết bị mà mình mua. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ không nhất luôn mà chúng ta chỉ sử dụng hệ số khấu hao đơn giản thôi. Thì hệ số khấu hao đơn giản nó sẽ là 1 chia cho n, đó là hạn sử dụng, mình ghi luôn ha, đó là hạn sử dụng luôn, các chị để nhớ. Đó là mình hiểu đơn giản, ở đây khấu hao chúng ta bằng chi phí mua chia cho hạn sử dụng. Thì mỗi năm như vậy tôi xài hết bao nhiêu, tôi xài cái máy nó được bao nhiêu năm thì mỗi năm tôi chia bao nhiêu tiền, chia đều ra luôn, không có cần phải quan tâm là nó có bị hư hại qua các năm hay không. Thì ở đây đó là công thức tính khấu hao đơn giản. Thì các chị lưu ý ha, mình học là mình sẽ học cái đơn giản nhất, đó là khấu hao đơn giản. Tuy nhiên nếu như sau này các chị có làm về tài chính vân vân mà phải tính khấu hao thì mình lưu ý là mình phải xem xét lại là mình nên chọn cái hệ số khấu hao nào cho nó phù hợp với cái máy đó thì mình tính nó sẽ chính xác hơn. Nhưng mà cái này thường mà cái đó mà chứ mình không làm cái này. Ở đây mình làm cái quy mô kinh doanh nhỏ thì mình sử dụng hệ số khấu hao đơn giản. Thôi tuy nhiên có một điểm cần lưu ý, đó là cái giá, cái chi phí mua ở cái năm mình mua với cái năm mình phân tích nó có giống nhau không anh chị? Không, giá trị đồng tiền ở cái năm mình mua, ví dụ như là mình mua năm 2010 tới bây giờ là năm 2020, mình muốn tính ra thêm tới năm nay mình đã tốn bao nhiêu tiền cho cái máy đó. Thì mình phải quy đổi cái giá mua này về cái giá ở cái năm mà chúng ta phân tích hay là cái năm hiện tại chúng ta phân tích. Như vậy thì đối với cái bài tính khấu hao thì các chị nhớ hai bước. Bước thứ nhất là phải quy đổi cái chi phí mua về cái năm mình phân tích, đó là bước đầu tiên. Thì đó là cái công thức mình đã học rồi. Rồi sau khi quy đổi xong thì mình mới chia cho hạn sử dụng để nó ra cái khấu hao. Thì đó là cái khấu hao của cái năm đó. Và các chị nhớ là lúc nào mình nói đến khấu hao mình phải nên ghi rõ ra là cái khấu hao đó là cái khấu hao ở năm nào. Cái khấu hao ở năm nào, tại vì khấu hao ở mỗi năm nó sẽ khác nhau về giá trị đồng tiền, chưa? Rồi, bây giờ các chị chịu khó mở cái phần bài tập ra làm giúp cho thầy cái bài tập. Tập số 4, cái bài nó hơi dài. Các chị có thấy bài tập đó không? Cái bài tập mà 1 tính tổng chi phí ngày dường năm 2014 cho khoa điều trị A, biết khoa điều trị có cái tài sản vân 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 gì đó. Các chị có thấy bài đó không? Rồi giờ thầy sẽ ghi lại cái bài nó lên đây để mình làm ha. Tính khấu hao cho cả một cái cơ sở luôn, nó sẽ có rất là nhiều cái sự kê ra như thế này. Người ta sẽ liệt kê hết tất cả những cái gì người ta đã mua ra. Thì mình sẽ tính khấu hao và mình sẽ tính khấu hao hết để tất cả những thiết bị này. Thì cái việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là chúng ta sẽ quy đổi chi phí mình sẽ tính cái đầu tiên đó là chi phí mua đơn vị là triệu. Thì đối với cái chi phí mua này thì các chị chỉ cần lấy cái số lượng nhân với giá, được chưa? Thì mình sẽ ra chi phí mua. Chi phí mua là mua ở cái năm mình mua. Rồi tiếp theo mình sẽ làm một cái bước nữa, đó là mình sẽ quy đổi cái chi phí mua này về cái năm mà chúng ta còn phân tích. Trong cái đề này người ta yêu cầu phân tích còn năm nào không chị?
À, năm 2014 thì mình sẽ quy đổi chi phí mua về năm 2014. Rồi sau khi quy đổi xong thì mình chia cho hạn sử dụng để ra cái vốn ăn. Rồi sau đó mình sẽ tính tổng. À, các bạn này có 7 cái đúng không? Hai bạn phải làm đi. Một bạn làm từ cái số 1 đến cái số 3, một bạn làm từ. Còn cái số 4 là cái gì vậy? Ta phải bỏ qua cái số 4 rồi. Máy tính hả? Thì dưới này nhỉ? Đi luôn là cái con tiếp theo. Cái con số đó mình tính như nào mình ghi công thức ra luôn ha, để mình sau này cũng là ôn tập thì mình lật ra mình biết là mình tính như thế nào. Chứ các bạn đừng có ghi sửa bài, các bạn chỉ ghi cái số cuối cùng, cái kết quả cuối cùng thôi. Thì lúc đó các bạn tới lúc mà bạn ôn tập các bạn không có nhớ là mình tính như thế nào hết. Tính